Dự báo thời tiết ngày và đêm ngày 9 tháng 3 năm 2024. Hà Nội, nhiều mây, trời có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, có nơi cao nhất 21 đến 23 độ. Về Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vào nơi, riêng khu vực Tây Bắc, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, có nơi trên 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên, 24 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ C, có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ C, phía nam có nơi trên 24 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm và mưa rào vài nơi, ngày nắng đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Nam Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng miền Đông có nắng nóng và gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét trở lại. Ngày 7 tháng 3, không khí lạnh cường độ trung bình chi phối khiến cho miền Bắc chuyển rét trở lại sau 2 ngày nắng ấm. Trạng sáng mức nhiệt thấp nhất ở đồng bằng và trung du là 16 đến 19 độ C, vùng núi là 13 đến 16 độ C một số khu vực núi cao có nơi dưới 12 độ C. Ban ngày nền nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng 21 đến 23 độ C, trời lạnh, mưa cũng xuất hiện vài nơi kèm gió đông bắc cấp 23, trời nhiều mây, âm u. Do không khí lạnh lệch đông, Tây Bắc Bộ vẫn hưởng nắng về trưa và chiều. Theo bản đồ dự báo cho thấy, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt dao động ở 18 đến 23 độ C trong hôm nay. Sau đó, khu vực tiếp tục giảm nhiệt, kèm theo mưa nhỏ trong các ngày 8 đến ngày 10 tháng 3 khi không khí lạnh được tăng cường. Tại Bắc Trung Bộ, mức nhiệt giảm nhanh trong những ngày tới, xuống ngưỡng thấp nhất 19 đến 22 độ C. Tình trạng oi nóng chấm dứt, thay vào đó là thời tiết nhiều mây, mưa vài nơi và chuyển lạnh. Trên biển, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m biển động. Tối và đêm 6 tháng 3, Bắc biển Đông có gió chuyển hướng đông bắc, mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 2 đến 3,5 m biển động. Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Giải pháp nào cải thiện chất lượng không khí ở Hà Nội? Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 để ứng phó tình trạng chất lượng không khí đang có chiều hướng suy giảm trên diện rộng. Theo báo cáo Hiện trạng Môi trường Quốc gia, nồng độ bụi mịn PM2.5 trong không khí trung bình năm tại Hà Nội giai đoạn 2018-2020 vượt gần 2 lần quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 25 nanogram trên 1 mét khối. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sức khỏe người dân. Hà Nội đặt mục tiêu kiểm soát nguồn phát sinh khí thải, giám sát, cảnh báo chất lượng không khí để cải thiện môi trường, giảm thiểu tác động đến kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng. Cụ thể, thành phố phấn đấu đến năm 2030, 75% đến 80% số ngày trong năm có chỉ số chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình. Với nguồn giao thông, không nên dừng trừ việc kiểm soát khí thải xe máy chạy xăng ở thành phố lớn. Thí điểm ngay cơ chế hạn chế phương tiện giao thông chạy xăng, khuyến khích sử dụng phương tiện chạy điện. Trong xây dựng, các đơn vị thi công nhà cao tầng, cơ sở hạ tầng cần lắp camera truyền dữ liệu trực tuyến về cơ quan quản lý để theo dõi biện pháp chống bụi theo quy định. Để giảm thiểu việc đốt rơm rạ, cần có cơ chế hỗ trợ bà con nông dân ngay từ khi trồng cho đến khi thu gom xử lý, coi đó là trách nhiệm của chính quyền các cấp. Đặc biệt cần thay đổi tư duy từ chỗ chung chung dàn trải, nặng nề tiền kiểm sang hậu kiểm, trách nhiệm cụ thể rõ ràng của các chủ thể, doanh nghiệp, cơ quan quản lý, người dân, tập trung nguồn lực, chính sách biện pháp giải quyết nhanh, kịp thời và hiệu quả ô nhiễm, dự báo được những xu hướng ô nhiễm để có các biện pháp ngăn ngừa. WMO, hiện tượng El Nino đang suy yếu nhưng nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao. Hôm mùng 5 tháng 3, Tổ chức Khí tượng Thế giới, WMO, cho biết hiện tượng thời tiết El Nino đã bắt đầu suy yếu nhưng sẽ tiếp tục khiến nhiệt độ trên toàn cầu tăng lên trên mức trung bình. El Nino là một hiện tượng thời tiết xảy ra tự nhiên liên quan đến sự gián đoạn của các kiểu gió, đồng nghĩa với việc nhiệt độ bề mặt đại dương ấm hơn ở phía đông và trung tâm Thái Bình Dương. Hiện tượng El Nino xảy ra trung bình từ 2 đến 7 năm một lần, thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng và có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như cháy rừng, lốc xoáy nhiệt đới và hạn hán kéo dài. Claire Nulis, người phát ngôn của WMO cho biết, El Nino đã đạt đỉnh vào tháng 12 và sẽ trở thành một trong năm đợt mạnh nhất trong lịch sử. Bây giờ hiện tượng này đang dần suy yếu, nhưng rõ ràng là nó sẽ tiếp tục tác động đến khí hậu toàn cầu trong những tháng tới. Chúng tôi dự đoán nhiệt độ sẽ cao hơn mức bình thường trong những tháng tới, từ tháng 3 đến tháng 5 và nhìn chung ở hầu hết các vùng đất liền, bà cho biết. Trong các bình luận riêng biệt, Tổng thư ký WMO Celeste Saulo cho biết El Nino đã góp phần một phần vào các kỷ lục nhiệt độ gần đây. Trong mỗi tháng kể từ tháng 6 năm 2023 đều đã thiết lập kỷ lục mới về nhiệt độ và cho đến nay, năm 2023 là năm ấm nhất được ghi nhận. El Nino đã góp phần tạo ra mức nhiệt độ kỷ lục này, nhưng rõ ràng khí nhà kính giữ nhiệt là thủ phạm chính, ông cho biết. WMO cho biết, có khoảng 60% khả năng hiện tượng El Nino sẽ kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5 và 80% khả năng xảy ra tình trạng trung tính, tất cả El Nino và La Nina cùng xảy ra trong tháng 4 đến tháng 6. WMO cho biết có khả năng của hiện tượng La Nina, một kiểu thời tiết đặc trưng bởi nhiệt độ lạnh bất thường ở Thái Bình Dương sẽ phát triển vào cuối năm nay, nhưng khả năng xảy ra vẫn chưa chắc chắn. Cảnh báo nhiều thành phố ven biển của Mỹ có nguy cơ bị nhấn chìm. Đến giữa thế kỷ này, tình trạng mực nước biển đang dâng cao có thể đe dọa tới các thành phố lớn của Mỹ như New Orleans và San Francisco. Mối đe dọa này có thể lớn hơn so với các dự tính trước đó do tình trạng sụt lún ở các vùng đất ven biển. Đây là nội dung trong nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Nature ngày 6 tháng 3. Trong đó, các nhà khoa học cũng cảnh báo các biện pháp phòng chống lũ lụt hiện tại khó bảo vệ người dân và tài sản của họ. Nghiên cứu đã đề cập đến tình trạng nóng lên toàn cầu đang làm tan chảy các tảng băng và sông băng, khiến mức nước biển toàn cầu dâng lên. Một số khu vực của Mỹ được dự báo sẽ phải chứng kiến tình trạng nước biển dâng lên nhanh nhất, đe dọa tới nơi sinh sống của khoảng 30% dân số nước này. Theo nghiên cứu, đến năm 2050, mức nước biển dâng khoảng 30cm sẽ ảnh hưởng đến bờ biển Mỹ, làm tăng đáng kể nguy cơ tác động nghiêm trọng của khí hậu như nước biển dâng do bão. Các nhà nghiên cứu nhận thấy mối đe dọa này thậm chí còn lớn hơn khi tính đến tình trạng sụt lún ven biển, đồng thời cảnh báo rằng hàng chục nghìn người và tài sản tại 32 thành phố ven Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và khu vực duyên hải phía nam nước Mỹ có thể bị đe dọa. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, ngay cả với các biện pháp bảo vệ bờ biển hiện tại, tình trạng sụt lún và nước biển dâng có thể khiến hơn 1.300 km lãnh thổ của Mỹ bị ngập lụt trong 3 thập kỷ tới, đe dọa tới cuộc sống của khoảng 55.000 đến 273.000 người và hàng trăm nghìn tài sản. Trong trường hợp xấu nhất, cứ 50.000 sống ở ven biển Mỹ thì có một người phải đối mặt với mối đe dọa lũ lụt cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày